tuyệt vời. Tôi nghĩ khu này đầu tư không dưới khách hàng, chắc có lẽ tôi nghĩ là khách hàng của Thông Thuận nha. Và năng suất rất là cao, một hồ tròn 500 mét khối có thể làm giảm chi phí đi, nuôi tôm làm sao dưới 70.000 đồng một kg mà giao vốn dưới, với cái sàn của Huy nha, khi bên dưới công ty OBS và bản thân Huy sẽ truyền tải được cái quy trình là che lưới và dự trữ nước rất là lớn để hồ nuôi ha. Nhưng mà điều kiện nuôi hiện nay Ecuador khó khăn, cũng như là Ấn Độ họ đang nuôi với cái size từ 40 con đến 100 con tôm theo cái hiện tượng cái cách nuôi là của họ đông nuôi gian. Chính vì vậy mà chúng ta không còn cửa để mà chúng ta xây dựng nuôi tôm.